Các bạn đang nghe bộ truyện dài kỳ Gặp đúng lúc yêu đúng người của tác giả Túy Thời Miên được phát sóng độc quyền trên kênh youtube Nghe chan Đọc truyện Ngôn Tình. Các bạn đừng quên để lại bình luận, chia sẻ cảm xúc khi nghe chuyện, like, share video để ủng hộ cho chan Đăng ký kênh để không bỏ lỡ tập truyện mới nhất. chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 267 Trong túi có tiền, lòng không hoảng hốt Phó Chí Trạch vẫn muốn nói gì nhưng không đợi ông ta mở miệng. Dường như Phó Cẩm Thiêm đã mất kiên nhẫn. Thậm chí anh ta còn khoát tay trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Bà đi đi, con vẫn còn rất nhiều việc phải làm, không tiếp bà được nữa. Thấy thái độ lạnh nhạt của anh ta, Phó Chí Trạch tức giận. Sao con lại nói chuyện với bà như vậy hả? Nếu không phải vì con, hôm nay bà sẽ nhích nhát như vậy à? Ông ta đập mạnh xuống bàn, sắc mặt hết trắng lại xanh. Phó Cẩm Thiêm cười lạnh một tiếng ngước mắt lên, có chút chán ghét nhìn ông ta. Bà, Bà có sức thì đừng lãng phí vào con nữa mà đi tìm phó cẩm hành liều mạng ấy đây là phòng làm việc riêng của anh ta cửa sổ cũng đóng chặt không cần lo bị người khác nghe thấy phó chí trạch hơi khựng lại tức giận nói sao con lại có thể chế giễu ba ông ta biết mình không nên tức giận với phó cẩm thiêm nhưng thật sự là không kiềm chế được liều cái mặt già tranh giành trước mặt nhiều người vì con trai như vậy ông ta dễ dàng lắm sao nhưng cái thằng nhóc này còn không biết ơn ngược lại còn nói bóng nói gió cười nhạo mình không có bản lĩnh được rồi ba, thể hiện miệng lưỡi nhanh nhở thì có ý nghĩa gì đâu. Dù sao bên chú ba cũng coi như xong rồi. Vừa vặn con cũng không muốn trông cậy vào chú ấy. Suy cho cùng bọn họ là cha con ruột, cẩn thận lại lừa chúng ta. Phó Cẩm Thiêm ngẩng đầu lên, đặt tay bên miệng làm ra động tác suy Ý còn là Phó Chí Trạch kinh hãi mặt biến sắc. Không biết, nhưng khó mà nói được. Chúng ta đừng gửi gắm hy vọng lên người khác thì hơn. Phó Cẩm Thiêm hít mắt lại, giọng điệu nặng nề. Nghe anh ta nói như vậy, Võ Trí Trạch im lặng hậm hực rời đi. Trong phòng làm việc trở nên yên tĩnh, Phó Cẩm Thiêm ngồi một mình trên cái ghế ra, chầm một điếu thuốc, mặc cho khói bay lượn lờ với lấy anh ta. Trước giờ anh ta không thích hút thuốc, chỉ có điều gần đây tâm tình không tốt, muốn giải sầu thích tụ trong lòng một chút. Hút xong một điếu thuốc, Phó Cẩm Thiêm đứng dậy đẩy cửa sổ sau lưng ra. Vừa mới để mùi bay hết đi, trợ lý đã đến gõ cửa. Giám đốc Phó, Phó Cẩm Thiêm nhớ mày, chuyện gì vậy? trợ lý cầm một cái hộp vô cùng tinh xảo trên tay có chút căng thẳng trả lời đây là trợ lý tà mang tới nói là anh phó tặng cho anh tôi chưa mở ra cũng không biết là cái gì phó cẩm thiêm suy nghĩ một chút giơ tay lên đặt ở đó đi trợ lý rẻ dặt đặt xuống sau đó rời đi thấy cậu ta đi rồi phó cẩm thiêm cười lạnh một tiếng bây giờ trên dưới phó thị đều đã bị phó cẩm hành xử lý đầu vào đấy đối với mình đương nhiên bọn họ tránh như tránh rắn rết có điều anh ta biết phó cẩm hành chưa đến mức đưa đồ gì nguy hiểm cho mình suy nghĩ một chút phó cẩm thiêm cầm lấy chiếc hộp mở cái túi đựng bên ngoài ra bên trong là năm điếu xì gà anh ta thử ngửi liền biết là hàng cao cấp trong ấn tượng của phó cẩm thiêm người thích hút xì gà cũng chỉ có một mình phó trí hán đúng lúc này điện thoại trong tay vang lên phó cẩm thiêm ấn nút nghe yết hầu trượt lên trượt xuống anh em đã nhận được xì gà anh cho người đưa đến rồi đồ quý giá như vậy vẫn đừng tặng em thì hơn Quả nhiên là Phó Cẩm Hành gọi điện thoại tới Có lẽ hắn đoán Phó Cẩm Thiêm đã nhận được đồn rồi Cho nên đặc biệt gọi nói một tiếng Nghe nói gần đây cậu có hứng với thuốc lá Vừa vặn đưa cho cậu thử một chút Thật ra cái này vốn dĩ không phải là chuẩn bị cho cậu Mà là cho chú ba Nhưng sức khỏe chú ấy không tốt Vẫn nên hút ít gì gà đi thì hơn Anh nghĩ đồ tốt như vậy không nên lãng phí Cho nên mới vào tàu cành đồng cầm qua cho cậu Giọng điệu Phó Cẩm Hành như nói chuyện phiếm Nghe không nhận thấy bất cứ điều gì khác trước kia cả nhưng phó cẩm thiêm rõ hơn ai hết trong mấy câu ngắn ngủi này ít nhất có hai tầng ý nghĩa thứ nhất anh ta làm gì phó cẩm hành đều biết thứ hai anh ta và phó chí hán là người trên cùng một thuyền bây giờ phó chí hán đã thất thế nếu như anh ta còn không thức thời người tiếp theo mà phó cẩm hành đối phó chính là anh ta ít nhất đây là phản ứng đầu tiên của phó cẩm thiêm còn chưa nói lời nói của phó cẩm hành có ý sâu xa hơn hay không tạm thời anh ta vẫn chưa nghĩ ra nhưng như vậy là đủ rồi Vậy, vậy em cảm ơn anh Đúng là chưa từng đụng đến thứ này Cũng cảm thấy hay ho Em sẽ thử xem sao Phó Cẩm Thiêm giả vờ bình tĩnh nói cảm ơn Cất hộp xì gà đi Sau khi cúp điện thoại Anh ta cầm điện thoại Nhìn chăm chăm xì gà trong hộp Lâm vào trầm tư Anh ta biết Phó Tri Hán lớn mạnh như vậy Nhưng bởi vì quá mức lơ là và tự phụ Tưởng rằng Phó Cẩm Hành không dám làm gì mình Trước mặt nhiều người như vậy Cho nên mới bị đánh đổ Cho nên Phó Cẩm Thiêm rõ hơn ai hết vào thời điểm này, điều duy nhất mình có thể làm chính là nhẫn nhịn. Chuyện trong cuộc họp không chỉ truyền đến bộ phận thị trường, đương nhiên cũng truyền đến bộ phận quan hệ công chúng. Sau khi Triệu Tuyết Lệ nghỉ việc, rất nhiều cấp dưới cũng muốn rời khỏi phó thị đi theo cô. Nhưng Triệu Tuyết Lệ bày tỏ, mình chỉ đến ẩm thực Hà Thị giúp đỡ, nếu như dẫn cả đội rời đi, há chẳng phải là chụp bao tải lên đầu Hà Tư Ca à? Cho nên cô không dẫn theo ai cả, đi một mình. Sau khi cô ấy đi, Hà Tư Ca lại tìm một phó quản lý mới từ bên dưới, cũng là người triệu tuyết lệ tiến cử riêng với cô. Giám đốc Hà, chị đã nghe nói gì chưa? Lạc Tuyết cầm tài liệu đi tìm Hà Tư Ca ký tên, nhân cơ hội nói tin tức mình nghe ngóng được cho cô biết. Sau khi nghe xong, Hà Tư Ca vừa cảm thấy như được hạ giận, lại vừa lo lắng. Chú ba ở công ty mấy chục năm, mạng lưới quan hệ thâm sâu khó lường, nói trắng ra là chỗ nào cũng có người của ông ta, cho dù ông ta không có mặt ở Trung Hải thì vẫn có mắt tinh tài thính như thường. Chị chỉ lo lắng, lần này anh ấy làm quá không nể nang gì. Có thể... Cô đứng dậy đi đến trước cửa sổ khẽ cau mày. Lạc Tuyên cười an ủi. Trước giờ anh phó làm việc đều có cách nghĩ của mình. Có lẽ cũng là vì mọi người đều biết đạo lý này cho nên anh ấy mới thay đổi phương pháp mới. Cũng đúng. Hà Tư Ca thở dài một cái, sắc mặt không khó coi như trước nữa. Chị đến cửa hàng hải sản khô một chuyến, khi nói gần đây bên đó rất bận Đi qua đó xem sao Cô nhìn đồng hồ rời khỏi công ty sớm một tiếng Thuận đường đi xem một chút Trước mắt phó thị đang trong tình cảnh có địch trong giặc ngoài Hà Tư Ca tự biết năng lực có hạn Không giúp được gì Cho nên cũng sẽ không đi nhúng tay vào Mà đi làm việc thiết thực hơn là kiếm tiền Cô nghĩ Ngộ nhớ có một ngày bên phó cầm hành xảy ra chuyện gì Chỉ cần mình có thể chống đỡ chuyện làm ăn bên Hà Thị Thì chắc cũng có thể khiến cả nhà ba người bọn họ sống rất tốt có câu chỉ cần trong túi có tiền thì trong lòng sẽ không hoảng loạn nghĩ tới đây hà tư ca vẫn chấn hẳn lên mặc dù trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn bận rộn việc ở cả hai bên vô cùng mệt mỏi cũng gầy đi hai ba cân có điều vừa nghĩ tới thời tiết đang ấm dần lên một bội thu đã tới mắt hà tư ca lại sáng lên cô cảm giác kích động muốn nằm trên đống tiền cô đến cửa hàng hải sản khô chỉ có mấy tháng mà việc làm ăn ở nơi này đã khác trước một trời một vực ngày nửa tháng trước Bà chủ và con gái bà ấy đề nghị thuê luôn cả cửa hàng bên cạnh, làm thông hai bên. Diện tích không chỉ lớn gấp đôi, mà còn sáng rủa hơn nhiều. Hà Tư Ca vừa đi vào, lập tức cảm thấy quyết định này là quá chính xác. Cô Hà, cô đến rồi à? Làm ăn phát đạt, nhìn bà chủ cũng không làm lũ giống như trước đây, cả ngày lăn lộn trong hải sản toàn thân ám mùi tanh. Hà Tư Ca đặc biệt dẫn bà ấy và con gái bà đến thẩm mỹ viện mấy lần, cho hai mẹ con làm đẹp một phen hơn nữa nói với bọn họ muốn kiếm tiền của người có tiền thì phải như vậy người có tiền không chỉ mua bản thân sản phẩm mà còn có sự quan tâm đến cung cách và thái độ phục vụ muốn có cảm giác được thỏa mãn vâng nghe nói gần đây rất bận cháu đến xem xem hà tư ca vừa nói chuyện với bà chủ vừa tùy ý giơ tay cầm các loại sản phẩm lên nghiêm khắc kiểm tra thí điểm giá cả có thể tăng lên dù sao cũng là thuận mua vừa bán nhưng chất lượng phải bảo đảm không thể lơ là nhất là bào ngư, hải sâm, vây cá. Trong cửa hàng toàn là những thứ giá trị không rẻ. Ngộ nhỡ sau khi ăn xong, khách hàng xảy ra vấn đề gì, nhận định sẽ làm lớn chuyện, không thể đè nén được. Cô đang thấp giọng dặn dò bà chủ, cửa hàng bên cạnh mơ hồ truyền đến tiếng tranh chấp của phụ nữ. Mặc dù hai bên thông nhau, nhưng ở giữa vẫn có nửa bức tường chịu trọng lực không thể di chuyển, chắn tầm mắt nhìn. Cho nên Hà Tư Ca thò đầu về phía trước, xem tình hình của cửa hàng bên cạnh. Mẹ thấy con đúng là càng ngày càng không hiếu thuận, mẹ chỉ mua có ít đồ bồi bổ cơ thể, con cái này không cho mua, cái kia cũng không cho mua, có phải con chỉ mong mẹ vừa già vừa xấu mau chết đi không hả?" Một người phụ nữ lớn tuổi cầm vây cá trong tay tức giận gầm lên, giọng bà ta không nhỏ, cộng thêm khoảng cách khá gần, Hà Tư Ca và bà chủ đứng ở cách đó không xa đều có thể nghe thấy rõ ràng. "Mẹ, mẹ muốn con nói mấy lần nữa mẹ mới có thể nhớ đây? Bây giờ nhà chúng ta không giống trước kia nữa, trước kia mẹ có thể coi vây cá như mì." bây giờ cần gì phải lãng phí tiền vào mấy thứ đồ này còn mua chút sò khô về nhà nấu canh uống không phải cũng rất tốt hay sao cô gái trẻ tuổi khó xử khuyên nhủ nhưng bà mẹ vẫn không chịu người nợ tiền là ba con không phải mẹ nửa năm nay vì ông ấy mà mẹ phải thắt lưng buộc bụng đã sớm chịu đủ rồi mẹ mặc kệ dứt khoát ly hôn đi bà ta ném mạnh vây cá lên người con gái quay đầu đi mẹ mẹ con mua là được chứ gì vừa nghe thấy thế người phụ nữ đã đi ra ngoài mấy bước dừng lại quay lại, vẻ mặt vui cười. Biết ngay phủ như nhà chúng ta ngoan nhất mà. Về nhà mẹ sẽ đích thân làm vây cá cho con ăn. Lạt nữa chúng ta đi mua thêm ít tổ yến cho con dưỡng nhan sắc, tìm người đàn ông có tiền nhất. Hình như người phụ nữ không nhìn thấy vẻ mặt miếu máu như sắp khóc của cô con gái, chọn đồng chọn tay lấy một đống đồ. Đoàn phụ quang vừa quay người đã nhìn thấy Hà Tư Ca ở cách đó không xa. Cô ta biết đây là cửa hàng hải sản khô của nhà họ Hà. Đoàn phục quang vốn không muốn đến, nhưng không chịu nổi mẹ cô ta bám giết lấy. Nói các quý bà chơi cùng đều đã tới nơi này mua đồ, nếu như mình không mua, nhận định sẽ bị người ta cười nhạo. Hà Tư Ca nghiêng đầu nhẹ giọng nói với bà chủ một câu, bảo giảm giá cho cô ta. Thuận tiện gọi một chiếc xe, đưa cả đồ và người về, và đều không lấy thêm tiền. Đã lâu không gặp, cùng uống cốc nước đi. Sau đó cô đi về phía đoàn phủ quang, nhẹ giọng nói. mươi 268, phụ nữ hiểu phụ nữ. Đối mặt với chủ động hẹn gặp của Hà Tư Ca, đoàn phù quang theo bản năng nhìn về phía mẹ mình ở bên cạnh. Vừa nghe bà chủ nói có xe sang đưa đón còn giảm giá, bà đoàn lập tức mặt mày hớn hở, chỉ muốn không phải trả tiền càng tốt hơn. Chỉ có điều, lúc nhìn thấy Hà Tư Ca, bà ta không nhịn được lại trợn mắt lầm bẩm Mạng hồ ly tinh đúng là tốt, nếu không phải gả cho người có tiền thì có thể ở đây giả làm người giàu có à? Có điều vừa nhìn thấy bà chủ cầm đồ qua, bà đoàn lại lập tức tươi cười rạng rỡ khen đối phương biết làm ăn mình nhất định sẽ giới thiệu mấy người bạn hạ cố đến chơi khoe mắt hà tư ca giật giật cô rất muốn nói bà đoàn không có văn hóa thì bớt nói đi cái từ hạ cố đến chơi này là lời người bán nên nói chứ không phải khách hàng tự nói nhưng cô vẫn không nói gì đưa mắt tiễn bà đoàn rời đi thật ngại quá cô mở cửa hàng là để làm ăn không cần phải giảm giá cho chúng tôi còn thiếu bao nhiêu tiền tôi trả nốt cho cô đoàn phù quang đột nhiên mở miệng nói không thể không nói biểu hiện vừa rồi của mẹ mình thật sự khiến cô ta cảm thấy rất mất mặt nhưng đó dù sao cũng là mẹ ruột của mình cô ta cũng không thể làm gì không cần đâu hay là cô mời tôi một ly cà phê đi hà tức ca chỉ quán cà phê đối diện giờ này bên trong không nhiều khách vừa vặn thích hợp để trò chuyện cô chủ động lắc đến hai lần nếu như đoàn phù quang vẫn không nể mặt vậy thì quá không biết ý tứ rồi cô ta cất điện thoại đi gật đầu được Hà Tư Ca nói với bà chủ một tiếng, cùng đoàn phù quang rời khỏi cửa hàng hải sản khô, rồi đến quán cà phê đối diện. Bên trong quả nhiên không có khách, hai người tìm một góc, tự gọi cà phê và bánh ngọt. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, chính là tôi kéo cô từ trên đường vào một quán cà phê. Sau khi hai người ngồi xuống, đoàn phù quang rất cảm khái lúc đó cô ta vẫn là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ đoàn người phụ nữ đối diện vừa mới về trung hải không lâu vẫn bị mọi người ghét quan trọng nhất là chính là quan hệ với phó cẩm hành vô cùng căng thẳng bây giờ tình hình lại hoàn toàn đổi thay người ta thành người thắng cuộc thành công trong cuộc sống có chồng đẹp trai giàu có có con trai ngoan ngoãn đáng yêu ngay cả chuyện làm ăn cũng như huyền ngập gió mà mình thì chỉ có thể chạy khắp nơi nghĩ cách xoay tiền đi trả khoản vay nặng lãi của cha mình đúng vậy Hy vọng quán cà phê này không khó uống như quán đó Hà Tư Ca cười nói Dừng một chút, đợi người phục vụ đưa cà phê tới Cô mới nhỏ giọng hỏi Gần đây thế nào rồi? Tôi nghe nói cô đã trả được không ít nợ Chỉ còn lại một chút Đoàn Phù Quang lấy được chi phiếu từ chỗ phó cẩm hành Thật sự đã hóa giải được mối nguy Cộng thêm bây giờ cô ta làm ở đoàn thị Chức vị không tính là thấp Trừ tiền lương ra Cũng có thể có một chút hoa hồng Tình hình thật sự đang tốt giật lên chỉ có điều tổn thất quá lớn tạm thời nhà bọn họ không có cách nào chở mình ừ, còn khoảng một phần năm nữa chắc là sẽ nhanh chóng trả được hết nhưng ba mẹ tôi đã sống quen cuộc sống nhung lụa nhà đã thành như vậy bọn họ vẫn cứ ăn ngon uống ngon chi phí rất lớn đoàn phù quang có chút khó xử những lời này cô ta cũng không biết còn có thể nói với ai cả bạn bè thân thích đều đang đợi để chế nhạo mà cô ta lại là người hiếu thắng, đương nhiên sẽ không để cho bọn họ được như ý, sẽ không biểu lộ ra dù chỉ một chút yếu đuối ở trước mặt người khác. Không ngờ, cuối cùng người có thể để cô ta dốc bầu tâm sự lại là Hà Tư Ca, một người phụ nữ từng bị mình dấp thầm hãm hại. Thế sự thật là khó lường. Đang nghèo mà giàu có thì dễ, đang giàu mà nghèo mới khó. Từ khi còn trẻ, mẹ cô đã gả đến nhà họ đoàn, cả đời chưa từng đi làm, chưa từng chịu khổ. Vinh hoa phú quý hai ba mươi năm, Bây giờ bà bà ấy cùng cô thắt đường buộc bụng tất nhiên là rất khó. Nhấp một ngụm cà phê, Hà Tư Ca nói công bằng hợp lý. Tôi biết, cho nên tôi chưa bao giờ tiết kiệm tiền với hai người họ cả. Đoàn phụ quang thở dài. Hà Tư Ca chú ý thấy quần áo cô ta mặc trên người, túi sách, thật sự đều đã là kiểu cũ. Bây giờ đã là mùa xuân, các thiên kim tiểu thư đương nhiên đều đã bay ra nước ngoài mua sắm trang phục kiểu mới. Nói hoa Mỹ là kiểu dáng năm ngoái đã không hợp với phong cách năm nay nữa. Khoảng thời gian khó khăn nhất đã trôi qua rồi. Hà tư ca an ủi. Vừa nghĩ tới chuyện mình đã làm trước đó, đoàn phụ quang không nhịn được mà cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời. Ánh mắt cô ta hơi dã rời, suy nghĩ trong đầu một lúc mới sắp xếp lại được lời muốn nói. Nhưng những lời đó đến miệng rồi, đoàn phụ quang lại không biết phải nói ra như thế nào. Xin lỗi, cô ta do dự, cuối cùng cũng nặn ra được ba chữ. Hà tư ca cong khóe miệng, tỏ ý là mình nghe thấy rồi tôi không muốn nói ra hai chữ tha thứ bởi vì thật ra trong lòng tôi không muốn tha thứ cho cô nhưng ngày tháng còn dài tôi cũng không muốn nhớ mãi những chuyện đó cho nên dừng ở đây đi cô rất dứt khoát nói vừa không khiến nội tâm của mình ấm ức cũng coi như cho đối phương một sự giải thoát vành mắt đoàn phủ quang lập tức đỏ lên cô ta cúi đầu xuống giả vờ uống cà phê để che giấu sự chật vật của mình uống cà phê xong hình như cô ta bình tĩnh hơn nhiều khoảng thời gian đó Ngày nào cũng có người đến nhà đòi nợ, tôi không có cách nào, cũng không biết có thể nhờ ai giúp đỡ. Tôi thừa nhận, câu nghèo sinh gian kế không sai một chút nào, cho nên tôi mới đưa ra quyết định như vậy. Đoàn Phù Quang lầm bầm, "Tôi thừa nhận tôi sai rồi, nhưng tôi cũng không hối hận." Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên nghị, "Từ ca, tôi thật sự rất muốn làm bạn với cô, trước khi chuyện đó xảy ra, tôi cũng luôn làm như vậy. Xin cô hãy tin tưởng tôi." Nói xong, Đoàn Phù Quang lại bổ sung chuyện đã xảy ra rồi không thể làm như chưa từng xảy ra đạo lý này tôi hiểu cho nên tôi không mong cầu xa vời là cô có thể tiếp tục làm bạn với tôi không đợi cô ta nói xong điện thoại ở trong tay đột nhiên rung lên hai cái đoàn phù quang cầm lên hà tư ca liếc thấy cô ta mở wechat chắc là có người nhắn cho cô ta hai tin nhắn cô chú ý thấy khóe miệng đoàn phù quang đầu tiên là khẽ cong lên một chút nhưng chưa được hai giây vẻ mặt cô ta lại có chút bi thương đoàn phù quang không trả lời lại hai tin nhắn kia ngược lại có chút bất an úp ngược điện thoại lên mặt bàn dùng thìa xúc một miếng bánh ngọt nhét vào trong miệng như phát tiết cô hình như cô đang yêu à quan sát cô ta một lúc hà tư ca đột nhiên hỏi đoàn phù quang vẫn chưa nuốt hết miếng bánh ngọt trong miệng xuống nghe thấy lời này suýt nữa bị nghẹn chết cô ta giơ tay che miệng tránh cho vụn bánh ngọt bay ra ngoài còn cầm cốc nước lên uống lấy uống để hà tư ca vội vàng lấy khăn giấy đưa cho cô ta lúng búng nửa ngày đoàn phù quang mới kinh ngạc căng thẳng hỏi cô sao cô biết có phải là có ai nói gì với cô rồi không mặc dù hà tư ca không hiểu tại sao cô ta lại có phản ứng này nhưng vẫn nói thật không phải tôi đoán tôi nhìn phản ứng của cô thì nghĩ chắc là đang yêu nhưng mà hình như đang giận dỗi với đối phương dù sao cô cũng qua lại với vô số các vợ chồng sắp cưới trên phương diện tình cảm ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm thực tế vốn dĩ hà tư ca vẫn không dám khẳng định nhưng bây giờ nhìn thấy phản ứng của đoàn phù quang cô dám khẳng định trăm phần trăm cô gái này tuyệt đối có bạn trai rồi tôi um, chúng tôi vẫn chưa tính là yêu nhau chỉ là trò chuyện tương đối thân thiết mà thôi đoàn phù quang ấp úng nói không biết đang che giấu điều gì ồ vậy à cũng tốt dù sao bạn bè có thể trò chuyện là rất đáng quý có thể đi tới bước kia hay không đều là duyên phận hà tư ca đảo mắt lời nói không có chút sơ hở nào quả nhiên Thấy cô không truy hỏi nữa Đoàn phù quang như thở vào nhẹ nhõm Nhưng cô ta lại bị có cảm giác khát vọng Muốn giải bày với người ta Bởi vì bây giờ mình thật sự không có bạn Ngoài việc đến công ty thì chính là về nhà Ngay cả những người bạn xã giao trước kia Cũng dần dần cắt đứt liên lạc Có câu Rất nhiều quan hệ đều dựa vào tiền để duy trì Đúng vậy Có tiền thì có tình người Không có tiền thì hết tình hết nghĩa Điểm này đoàn phủ quang vô cùng rõ ràng cho nên bây giờ cô ta mới càng quý trọng những tình cảm chân thành kia cho nên bây giờ cô ta mới càng hèn nhát không dám tiến thêm bước nữa không muốn hại mình hại người cô cô có từng nghĩ có một ngày mình sẽ yêu một người đàn ông có thân phận và gia cảnh tranh lệch rất lớn với mình chưa chịu đựng nửa ngày đoàn phủ quang vẫn dè dặt hỏi hà tư ca ngậm thìa trợn mắt suy nghĩ cẩn thận rất lâu mới kinh ngạc nói người đàn ông tranh lệch rất lớn ý cô nói là giống như hoàng tử anh quốc ấy hả à? bỏ đi bỏ đi tóc bọn họ cũng đã trụi hết hơn nữa còn đã kết hôn rồi tôi không chịu nổi đoàn phủ quang hít sâu một hơi nghiêm mặt nói ừ, chính là chính là mọi mặt đều không bằng cô ví dụ như thu nhập gia cảnh trình độ học vấn hà tư ca hiểu rồi hóa ra là tình tiết cầu huyết đại tiểu thư yêu người ở chẳng trách nhìn đoàn phủ quang xoắn suýt như vậy với áp lực bây giờ mà cô ta phải chịu thật sự giống bà đoàn nói canh giải quyết đơn giản nhất chính là gả cho người có tiền nếu như cô ta tìm một người đàn ông điều kiện không đủ tốt sợ rằng không qua được cửa ải của cha mẹ hôn nhân thật sự rất thực tế nhất là trong thời đại bây giờ ăn cơm uống nước có cái nào là không mất tiền hà tư ca chậm rãi nói cô nhìn thấy ánh mắt đoàn phủ quang tối đi có điều còn có một câu gọi là miệng ăn núi lở phóng tầm mắt nhìn toàn bộ trung hải có không ít người ỉ vào nhà có tiền, ăn chơi đàn đúm tán ra bại sản. Nếu như gia đình không có gánh nặng quá lớn, cha mẹ thấu tình đạt lý, mình lại có tư tưởng tiến bộ, cũng không phải là hoàn toàn không thể thử. Hàn Tự Ca lại chậm rãi bổ sung một câu. Cô nói vậy có thể coi là người mù xem bói nước đôi, mà rõ quan hệ lợi hại ra. Còn người quyết định thật sự vẫn là đoạt phù quang. Dù sao, lông phụ nữ trưng cầu ý kiến, thật ra trong lòng cô ấy đã có quyết định rồi. Chỉ có điều muốn có được sự khẳng định, ủng hộ mà thôi. Hà Tư Ca là phụ nữ, mà đã là phụ nữ thì sẽ hiểu phụ nữ, cho nên cô càng hiểu đạo lý này hơn. Cô có thể nhận ra, đoàn phục quang không bỏ được người đàn ông ấy. Cảm ơn cà phê của cô, tôi vẫn phải quay lại cửa hàng xem xem, không nói chuyện với cô nữa. Đúng rồi, cô chú muốn ăn cái gì, cô cứ vào người đến cửa hàng lấy, tôi sẽ lấy ra gốc cho cô, tặng thêm một ít quà, đảm bảo khiến bọn họ hài lòng. Nói xong Hà Tức Ca nhìn đồng hồ, đứng dậy rời đi. Chương 269: Gây trở ngại. Đoàn Phù Quang ngồi một mình ở chỗ cũ, nửa ngày mới cầm điện thoại lên. Ấn cho màn hình sáng lên, cô nhìn hai tin nhắn kia nhưng mà mãi cũng chẳng có hành động gì. Ngồi mãi cứng cả người, cuối cùng Đoàn Phù Quang vẫn gõ điện thoại trả lời tin nhắn. Tôi phải tăng ca, gần đây rất bận, anh tìm người khác đi xem đi đó là buổi lễ công chiếu một bộ phim điện ảnh bọn họ mong đợi rất nhiều ngày đã hẹn cùng đi xem rồi nhưng cuối cùng đoàn phù quang vẫn nhát gan hai tay nắm chặt điện thoại dường như nó đã biến thành một cái bàn lá nóng bỏng nhưng đoàn phù quang vẫn không muốn buông tay giống như nắm lấy nó là có thể bắt được tình cảm mong manh của mình cứ như vậy đi trạng thái chưa đến mức là người yêu đối với ai cũng tốt quay lại cửa hàng hải sản khô hà tư ca lại dặn dò bà chủ một số chuyện làm ăn xem sổ sách một tuần gần đây tính toán trước trong lòng bà chủ không nhịn được mà hóng chuyện hai mẹ con vừa rồi thật là kỳ lạ tôi chỉ từng thấy con gái chi tiêu phung phí lần đầu thấy mẹ chơi con gái kèo kiệt ngay trước mặt mọi người như vậy con gái bà ấy cũng ở bên cạnh quán trách còn không phải sao em mua có ít đồ đắt mẹ em đã mắng chết em rồi bà chủ xì một cái có nấy mà chỉ biết tiêu tiền thôi nhìn hai mẹ con bọn họ nói chuyện hà tư ca lộ vẻ hâm mộ Cô hy vọng mẹ cô cũng còn sống biết bao Cho dù ngày nào cũng cảm giảm mắng cô Cô cũng vui lòng Nhà bọn họ gặp một số chuyện Nợ rất nhiều tiền Trước giờ người trả nợ đều là con gái trả Đợi bọn họ nói xong Hà Tư Ca nói qua loa Cũng coi là một người bạn của cháu Nếu như lại đến nữa thì cho chút yêu đãi Tính vào phần của cháu đi Bà chủ vội vàng nói ấy cửa hàng này có thể có ngày hôm nay Nghĩ tôi còn không dám nghĩ Toàn bộ cửa hàng đều là của cô Sao còn có thể lấy tiền của cô được chứ? Chuyện gì ra chuyện ấy? Hà Tư ca cười sau đó trở về nhà. Cô lấy một ít nguyên liệu nấu ăn, bảo chị Bình có thời gian thì hầm canh. Mùa xuân hành khô, sáng nào dậy Phó Cẩm Hành cũng ho mấy tiếng. Hà Tư ca nghe thấy tất nhiên đều nhớ ở trong lòng. Hắn vừa về nhà đã ngửi thấy mùi thơm. Hầm canh à? Phó Cẩm Hành vừa thay giày vừa hỏi, rất nhiều ngày liên tiếp, Phó Cẩm Hành đều không về nhà đúng giờ. Vừa thấy hôm nay chưa đến 6 rưỡi hắn đã về, tần tần vui vẻ quăng ngay cây bút vẽ trong tay đi và nhào đến chỗ ba. Ba! Cậu bé vọt nhanh đến giống như một con khỉ con, dùng cả tay cả chân bám lấy ngực phó cẩm hành. <laughs> Nhớ ba rồi à? Phó cẩm hành bế con, hai cha con cùng lăn trên thảm, chẳng còn hình tượng như thường ngày vẫn thấy. Nếu như bị người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, tuyệt đối là được mở rộng tầm mắt. Vâng! Nhóc con gật đầu như gà con mổ thóc, nhưng lại bổ sung thêm một câu ba con muốn ăn kem phó cẩm hành lập tức giở khóc giở cười hóa ra không phải nhóc con này nhớ mình mà là muốn mình chống lưng cho có thể được ăn kem hà tư ca quản con rất nghiêm mặc dù chị bình cũng có mấy phần cưng chiều tân tân nhưng ở phương diện giáo dục chị ấy cũng không làm trái lại hà tư ca cho nên hà tư ca nói không cho ăn kem chị bình cũng không cho ăn tân tân không được ăn Chị có thể đi tìm phó cầm hành làm nũng cộng thêm tỏ ra đáng yêu 10 lần thì có đến 8 lần đều thành công ăn kem cái gì không được ăn đi rửa tay rồi đi ăn cơm hà tư ca và chị bình cùng bê đồ ăn ra vừa vặn nghe thấy câu này cô lớn tiếng quát phó cẩm hành anh mà còn dám lén mua cho thằng bé anh cũng đến phòng khách ngủ đi dạy dỗ con cô không quên dạy dỗ luôn cả người làm cha một trận còn nghe thấy rồi chứ bà cũng không dám chọc giận mẹ Phó Cẩm Hành khó xử, nhỏ giọng nói với Tân Tân. Một lớn một nhỏ, sắp mặt đều như đưa đám. Rất rõ ràng, địa vị bà Hoàng trong nhà của Hà Tư Ca có quyền uy tuyệt đối, không được phép nghi ngờ và khiêu khích. Buổi tối, dỗ Tân Tân ngủ rồi, Hà Tư Ca đẩy cửa phòng ngủ ra. Cô phát hiện Phó Cẩm Hành không có ở trong phòng, cô xoay người lại đi đến phòng sách. Cửa phòng sách khép hờ, cô bước trên thảm không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng đi đến cửa, vừa định gõ, đột nhiên nghe thấy tiếng phó cẩm hành. Trước đây và phi hoạt động của Minh Thị đều ở Nam Âu và Đông Âu. Tình hình chính trị bên đó trước giờ đều tương đối phức tạp. Rất nhiều người có thể dựa vào điều này mà phát tài là rất bình thường. Nhưng bọn họ đột nhiên chuyển việc làm ăn đến Trung Hải. Trong đó nhất định có nguyên nhân đèn tối gì. Tôi hy vọng anh có thể điều tra giúp tôi một chút. Được, cảm ơn. Nghe giọng hắn chắc là nhờ ai giúp đỡ. Hà Tư Ca do dự định xoay người rời đi, giả vờ như chưa từng qua đây. Không ngờ cô vừa mới quay người lại một cái, đã không cẩn thận chạm vào khóa cửa. Nghe thấy tiếng động, Phó Cẩm Hành theo bản năng xoay người lại, đối diện với ánh mắt của Hà Tư Ca. Cô lập tức giải thích: Em xin lỗi, không phải là em cố ý nghe anh gọi điện thoại. Em không thấy anh ở phòng ngủ nên qua đây xem xem. Mặc dù là vợ chồng, nhưng Phó Cẩm Hành không phải là người bình thường. Thỉnh thoảng hắn sẽ làm việc trong phòng sách trong nhà, liên quan đến cơ mật của Phó Thị cho nên Hà Tư Ca và chị Bình đều rất biết ý, về cơ bản sẽ không quấy dày, để tránh không nói rõ được. Không sao, anh vừa gọi điện thoại cho tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Sủng, nhờ anh ta điều tra tình hình của tập đoàn Minh Thị giúp anh. Anh ta rất có bản lĩnh, hơn nữa cũng không có quan hệ dây mơ dễ má gì với Minh Thị, nói không chừng có thể tra được tin tức quan trọng gì đó. Phó Cẩm Hành đi qua, nhẹ giọng nói, không có bất cứ chút dấu giếm nào. Hà Tư Ca một miệng nói ra, Sủng thiên qua, nghe nói anh ta cũng là một thần thoại, tên tuổi của hai người có thể nói là sánh ngang được với nhau. Phó Cẩm Hành cười nói, cái khác anh không biết, anh chỉ biết anh ta là một người sợ vợ, đúng là giống anh. Dừng một chút, hắn lại cau mày, không đúng. Ờ, một phương diện anh ta mạnh hơn anh, là anh không bằng anh ta. Hà Tư Ca có chút kinh ngạc, với tính cách kiêu ngạo của Phó Cẩm Hành, để hắn thừa nhận mình không bằng người khác là một chuyện gần như không thể nào. Cho nên cô lập tức ngẩng đầu lên vô cùng tò mò. Phương diện nào thế? Vậy anh mau vượt qua anh ta đi. Là con người sẽ có lòng hư vinh. Hà Tư Ca cũng không ngoại lệ. Cô hy vọng chồng mình là giỏi nhất. Cho dù không phải thì ở trong lòng cô cũng là giỏi nhất. Sủng thiên qua người ta có hai đứa con trai. Anh lại chỉ có một. Em nói xem, có phải anh không bằng anh ta không? Nhưng mà vừa nãy em cũng nói rồi. Bảo anh mau vượt qua anh ta. Vậy tối nay anh sẽ cố gắng. Tranh thủ 10 tháng sau. Lại chạy trên cùng một đường đua với anh ta phó cẩm hành gian xảo nói sau đó nhân lúc hà tư ca vẫn chưa kịp phản ứng hắn bế ngang cô lên đi về phòng ngủ cô nhỏ giọng kêu lên vội vàng dùng hai tay ôm lấy cổ hắn tránh bị ngã xuống lòng hiếu thắng của người đàn ông này thật là mạnh sáng sớm hôm sau phó cẩm hành đầy sức sống ngân nga bài hát thiếu nhi cạo dầu đánh răng mà hà tư ca thì mơ mơ màng màng xuống giường đầu tóc rối bời cảm thấy cả người đều dã rời ở hôm qua quá mệt, cuối cùng hai người mệt mỏi ngay cả tắm cũng chẳng có sức lực, chỉ đành đợi đến sáng nay. Phó cẩm hành, im miệng. Cô ủy hoài quát, suy nghĩ một chút cô lại bổ sung một câu. Hát cũng được, nhưng không được hát mỗi bài thợ quét vôi. Em nghe mấy tháng rồi, cảm ơn. Phó cẩm hành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ăn sáng xong, hai người cùng đến công ty như mọi ngày. Kết quả làm cho người ta bất ngờ là đã đi ra khỏi thang máy rồi, mà phó cẩm hành và hà tư ca vẫn không thấy tàu cảnh đồng ở cửa. Theo lý mà nói, ngày nào cậu ta cũng kiên trì đứng ở đây đợi bọn họ, trừ phi là không khỏe, xin nghỉ ốm. Nhưng trường hợp đó rất hiếm thấy, có khi một năm còn chẳng có nổi một lần. Trợ lý Tào làm sao thế? Hạ Tư Ca nghiêng đầu nhìn về phía phó cẩm hành, có phải là bị cảm không? Gần đây dịch cảm cúm vô cùng nghiêm trọng, lần nữa em bảo người ở phòng tổng giám đốc mua ít giấm xông trong phòng làm việc. Hắn gật đầu. Đúng lúc đó, Tào Cảnh đồng chạy từ trong phòng làm việc ra, Vừa nhìn thấy Phó Cẩm Hành đã đến rồi, cậu ta vội vàng xin lỗi. Xin lỗi anh Phó, tôi vừa xử lý chút tài liệu không để ý thời gian. Hà Tư Ca tinh mắt lập tức nhìn thấy mắt vào cảnh đồng hơi đỏ. Trợ lý Tào, anh sao thế? Cô đến gần quan tâm hỏi. Phó Cẩm Hành cũng tiến lên im lặng chắn giữa hai người. Mặc dù là trợ lý của mình, nhưng cũng là đàn ông. Hắn tỏ vẻ không vui. Không thoải mái chỗ nào thì đi bệnh viện khám xem. Phó Cẩm Hành trầm giọng nói. Tào Cảnh Đồng ồm ồm đáp. Không ạ, à. Tôi không bị bệnh Chỉ là hôm qua tôi xem một bộ phim quá cảm động Phó Cẩm Hành cạn lời Ngược lại là Hà Tư Ca quan sát cậu ta Cảm thấy có gì đó là lạ Cô không nhịn được liền hỏi Trợ lý Tào, có phải anh thất tình không? Cô còn chưa dứt lời Tào Cảnh Đồng lại thật sự quà một tiếng liền khóc Phó Cẩm Hành cảnh giác Cộng thêm vẻ không tưởng tượng nổi Giờ tay chỉ cậu ta lúng túng nói chuyện... Chuy, chuyện gì thế? Sao trợ lý của mình lại biến thành em gái mưa thế này? Hà Tơ Ca im lặng móc khăn giấy ra đưa cho Tào Cảnh Đồng. Trần trời chỗ nào mà không có cỏ thơm, nếu đã chia tay rồi chứng tỏ là duyên phận chưa tới. Cậu ta giơ tay nhận lấy, rất tủi thân nhìn bọn họ tức giận nói. Tôi chỉ có quan hệ tương đối tốt với phụ nữ thôi, mặc dù tôi là chị em bạn gì của cánh phụ nữ, nhưng cũng là vì công việc mà, vì nghe ngóng tin tức cho anh phó, ai nói tôi không nghiêm túc với tình cảm cơ chứ. Nói xong tàu cảnh đồng tức giận xoay người đi, để lại phó cẩm hành và hà tư ca đứng tại chỗ mặt lớn chừng mắt nhỏ hồi lâu hà tư ca mới khẽ thở dài một cái trợ lý tào thật là cúc cung tận tụy vì công việc phó cẩm hành cũng nhìn về phía trước do dự nói anh đang suy nghĩ tăng lương cho cậu ta lúc bối cảnh của tập đoàn minh thị dần dần sáng tỏ phó thị lại truyền ra một scandal trong đó những người liên đới có cả phó trí trạch trên thực tế thì ông ta còn là một trong những nhân vật chính của scandal này phó chí trạch đứng thứ hai giống như phó chí uyên đứng thứ nhất từ trước đến giờ đều không có cảm giác tồn tại ở trong công ty hơn nữa ông ta càng biết quân tử phòng thân nhiều năm như vậy cũng rất ít khi kết bè kết cánh không ngờ cuối đời lại khó giữ nghe nói là nghi có dinh lưu đến một vụ thao túng số lượng cổ phiếu lớn số tiền phải mấy tỷ tệ vụ việc liên quan đến rất nhiều người phải bảy tám người phó chí trạch chính là một trong số đó sau khi phó chí trạch bị đưa đi Phó Cẩm Thiêm không để ý đến sự ngăn cản của Tào Cảnh Đông, xông vào phòng làm việc của Phó Cẩm Hành. Có chuyện gì thì anh cứ nhắm vào tôi, đừng có làm khó cha tôi. Cha tôi bị bệnh tim, anh muốn hại chết ông ấy à? Phó Cẩm Thiêm cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng quát. Chương 270, nghi có dính líu đến thao túng cổ phiếu. Tào Cảnh Đông đi theo sau anh ta khó xử giải thích với Phó Cẩm Hành. Xin lỗi anh Phó, là tôi không ngăn được. Từ trước Phó Cẩm Thiêm đã có cái đặc quyền này có thể trực tiếp lên đây. Không ngờ anh ta vừa ra khỏi thang máy đã xông vào phòng làm việc của Phó Cẩm Hành, căn bản không ngăn nổi. Không sao, cậu ra ngoài trước đi. Phó Cẩm Hành ngẩng đầu lên trong dáng vẻ còn không hề tức giận. Hắn phất tay, tạo cảnh đồng như được đại xá, vội vàng đóng cửa phòng lại, chui ra ngoài. Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người, Phó Cẩm Hành và Phó Cẩm Thiêm. Phó Cẩm Hành đang trừng mắt, chống hai tay lên bàn làm việc, cơ thể căng cứng giống như một con sư tử nổi giận, cậu nói gì anh không nghe rõ nói lại lần nữa xem so sánh ra thì phó cẩm hành ung dung hơn nhiều hô hấp của phó cẩm thiêm cứng ngắc sắc mặt chuyển từ đỏ sang trắng dần dần bình tĩnh lại nghĩ kỹ rồi chứ thấy vậy vẻ mặt phó cẩm hành như cười như không hỏi hắn biết chỉ cần phó cẩm thiêm không phải là một kẻ ngu xuẩn chắc chắn có thể nghĩ ra người làm chuyện này tuyệt đối không phải là mình bây giờ anh và phó thị có thể nói là dính chặt với nhau danh tiếng của công ty bị tổn hại đồng nghĩa với việc cuộc sống của anh cũng không được tốt thủ đoạn thế này ngay cả đối phó với phó trí hán anh còn không muốn dùng sao lại dùng để đối phó với cha cậu được nói xong phó cẩm hành cười ý nói là so với phó trí hán phó trí trạch căn bản không đáng nhắc tới trên thực tế cũng đúng là như vậy nghe thấy phó trí trạch bị đưa đi dưới tình thế cấp bách phó cẩm thiêm nhất thời mất lý trí lại thêm một số chuyện xảy ra gần đây làm anh ta theo bản năng cho là phó cẩm hành giở trò sau lưng Bây giờ bình tĩnh lại, đúng là mình đã hiểu lầm rồi. Phó Chí Trạch xảy ra chuyện, một khi liên lụy đến Phó Thị thì người có trách nhiệm dọn dẹp hậu quả tuyệt đối chính là Phó Cẩm Hành. Hắn sẽ không dành đến nỗi tự đào hố cho mình, sau đó lại kéo người khác cùng nhảy xuống. Phó Cẩm Thiêm mấp máy môi ấp ống nói, À, em xin lỗi, anh, vừa rồi là em nhất thời nóng này, anh nhất định đừng trách em. Chuyện đến nước này anh ta cũng chỉ có thể khăng khăng là mình nhất thời hồ đồ, mà không phải là kiếm cớ nói chuyện còn phó cẩm hành có tin tưởng hay không thì chỉ có thể đánh cửa một lần Phận làm con nghe nói cha mẹ xảy ra chuyện sốt ruột cũng là có nguyên nhân không phải là anh không hiểu chỉ có điều may mà nơi này không có người ngoài nếu như chuyển ra ngoài còn không biết người có tâm tư sẽ nói thành cái gì phó cẩm hành thở dài một cái đứng lên rồi đi thẳng đến trước mặt phó cẩm thiêm vỗ vai hắn bây giờ đang là lúc rối loạn không ít người đều đang đợi xem trò cười của phó thị bắt lấy thóp của anh chắc cậu rất rõ đúng không hắn dẫn dắt từng bước giọng điệu không hề khác với trước kia vẫn ôn hòa giống như một người anh hiền hòa chỉ có điều phó cẩm thiêm rõ hơn ai hết tình cảm giữa hai người đã sớm thay đổi không trở lại được như xưa nữa rồi hơn nữa trong lời nói của phó cẩm hành cũng có ý ám chỉ anh ta em biết là em suy nghĩ không chu toàn phó cẩm thiêm cúi đầu tránh đối diện với ánh mắt của phó cẩm hành Bây giờ quan trọng nhất chính là tra rõ rốt cuộc tại sao chú hai lại dính dáng với đám người kia. Nếu như cơ quan chức năng dám đến bắt người, chứng minh đã nắm được chứng cứ, chắc là có người khai báo từ trước, tận diệt những người còn lại. Nói tới đây ánh mắt của phó cẩm hành tối lại, giọng cũng trở nên nghiêm túc hơn. Cẩm thiêm, rốt cuộc cậu có biết chuyện gì không? Phó cẩm thiêm ngẩng phát đầu lên, nghiêm túc trả lời. Nếu như em biết, tuyệt đối sẽ ngăn ông ấy, Nghe nói cái người họ cao đó luôn có danh tiếng không tốt trong giới tài chính, sao em có thể để ba em dính líu với ông ta cho được? Lời này quả thực không giả, có câu có số kiếm tiền nhưng cũng phải có số tiêu tiền mới được. Đưa tiền cho loại lái buôn tư sản này, mặc dù có thể kiếm được một khoản lớn, nhưng một khi xảy ra vấn đề, hậu quả cũng không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như bây giờ, quan trọng nhất là phải đưa người ra ngoài trước, cho dù là trợ giúp điều tra, cũng không thể để ba cậu ở bên đó qua lại với bọn họ quá nhiều. Phó Cẩm Hành nói nhanh, sau đó gọi điện thoại cho luật sư Bảo ông ta lập tức đi xử lý chuyện này Họ cao kia lăn lộn trong giới hơn 20 năm Anh không tin ông ta không để lại đường lui cho mình Ngộ nhớ ông ta muốn thoát thân ắt phải tìm người chết thay Nếu như hành động của chúng ta không đủ nhanh Ba cậu sẽ có thể trở thành con tốt thí Cậu hiểu chứ Đặt điện thoại xuống Hắn xoay người lại nói với phó cầm thiêm Nếu như không phải là ba em Vậy thì sẽ là ai Phó cầm hành có chút tức giận Khẽ gầm lên Làm sao anh biết được Chuyện duy nhất anh có thể làm chính là nghĩ cách đưa ba cậu ra trước, còn ai xui xẻo, anh không quản được, cũng không muốn quản. Dù sao đều là cá mè một lứa, ai chết cũng không oan, chẳng lẽ có con không hiểu à? Đã đến lúc này rồi vẫn còn ở đây giả vờ thể hiện lòng thánh mẫu. Không muốn xảy ra chuyện thì đừng có làm việc phản pháp, đã làm rồi thì phải chuẩn bị tâm lý ngồi tù. Bị phó cầm hành quát như vậy, phó cầm thiêm cũng ngậm miệng lại. Anh ta biết, câu hỏi vừa rồi của mình thật sự là dư thừa. Luật sư của Phó Thị không hổ là luật sư đầu ngành, huống hồ Phó Trí Trạch bị đưa đi, nhưng cũng chỉ là tiếp nhận điều tra, vẫn chưa bị cơ quan kiểm tra, kính thức khởi tố, cho nên lúc luật sư ra mặt, liền nhanh chóng được tại ngoại. Anh Phó, tôi đã hỏi rồi, tình hình thật sự không thể xem thường. Có điều trên tay bọn họ không có quá nhiều chứng cứ xác thực. Nếu như chú hai anh có thể phối hợp điều tra, chắc chắn vấn đề sẽ không lớn. Luật sư đẩy gọng kính, lại tiến lên trước một bước hạ thấp giọng Đừng giữ lại số tiền kia. Tôi đề nghị nên nôn ra thì nôn ra, nên giao nộp thì giao nộp, ít nhất phải tỏ rõ thái độ. Giọng ông ta không lớn, phó cẩm hành nghe thấy, phó trí trạch cũng nghe được. Vừa nghe thấy tiền của mình mất bao nhiêu công sức, lại không cất vào túi mình được, phó trí trạch lập tức nóng nảy hét lên. Không được, là tiền của tôi, là tôi dùng tiền tích cóp nửa đời của mình mới đổi lại được. Phó cẩm thiêm giữ ông ta lại. Bà, đã lúc nào rồi ba còn nghĩ đến tiền tiêu tiền tiêu tay phó trí trạch đẩy anh ta ra tức giận nói con hiểu cái rắm gì nếu không phải vì con con tưởng là ba sẽ mạo hiểm như vậy à ba đều là vì con muốn đút lót trên dưới cửa ải nào lại không cần tiêu tiền chẳng lẽ con không muốn lấy lại thứ thuộc với con à ông ta giơ tay chỉ vào chỗ ngồi của phó cẩm hành ý trong giọng nói đã vô cùng rõ ràng nghe vậy luật sư lúng túng lui về phía sau hai bước tàu cảnh đông ở bên cạnh tức giận cười lạnh đứng tại chỗ châm biếm <laughs> xem ra chúng tôi cứu ông ra là cứu đúng rồi phó cẩm thiêm nhìn cậu ta một cái ánh mắt độc ác nhưng vẫn không nói gì anh ta thừa nhận lần này nếu như không phải là phó cẩm hành ra tay chỉ dựa vào mình và nhà mẹ đẻ của mình chắc chắn sẽ không thể giúp phó chí trạch thoát thân nhanh như vậy được được rồi tất cả đừng ầm ĩ nữa phó cẩm hành nãy giờ vẫn chưa lên tiếng cuối cùng cũng mở miệng ngắt lời bọn họ trong phòng làm việc cuối cùng cũng yên tĩnh lại không ai nói câu gì nữa chú hai với tiền hoa hồng hàng năm công ty cho chú còn có mấy công ty dưới trướng của chú chú cần gì phải làm loại chuyện này còn chuyện chú muốn làm kia cháu khuyên chú tốt nhất sớm từ bỏ ý định đi đừng để bị người ta lợi dụng phó cẩm hành quay đầu nhìn về phía phó Chí trạch lạnh lùng nói chú ba đã đi ăn dưỡng tuổi già rồi chẳng lẽ chú cũng muốn đi à hắn lại bổ sung một câu khiến phó trí trạch biến sắc cậu cậu, cậu đây là chim gáy chiếm tổ chim khách vị trí này vốn không thuộc về cậu là cậu cướp của cẩm thiêm không đợi phó chí trạch nói xong phó cẩm hành đã giơ tay làm ra một động tác ngăn ông ta nói nốt chú hai cháu thấy chú hồ đồ rồi xong ngay cả lời như vậy cũng nói ra được người ngoài không hiểu gì đồn đại linh tinh cháu cũng không truy cứu nhưng nếu như ngay cả chú cũng không phân biệt được trắng đen vậy người làm cháu đây thật đau lòng phó cẩm hành cười lạnh một tiếng ánh mắt nóng rực nhìn ông ta phó chí trạch bị nhìn chằm chằm đến nỗi da đầu tê dần nhất thời không nói nên lời Bà, anh đã nghĩ cách phủi sạch quan hệ giúp ba, ba đừng hồ đồ nữa, chỉ riêng cái tài khoản đó đứng tên ba đây đã là bằng chứng rồi, bây giờ chỉ có thể khăng khăng nói là ba không biết tên họ Cao kia mượn tài khoản của ba để làm gì, còn chỗ tiền kia. Phó Cẩm Thiêm thở dài khoát tay. "Này, bỏ đi, ba đừng mơ mộng nữa, có thể thoát thân đã là kết quả tốt nhất rồi." Vừa nghe thấy ngay cả anh ta cũng nói như vậy, Phó Chí Trạch vừa tức giận lại vừa không biết làm sao, chỉ có thể cam chịu số phận. Lần này ông ta đúng là thông minh quá bị thông minh hại muốn nhanh chóng kiếm một khoản tiền bất chính coi như vốn liếng để lôi kéo những thành viên hội đồng quản trị vẫn đang ở thế trung lập kia khiến bọn họ quay sang ủng hộ phó cẩm thiêm kết quả thì sao ngay cả vốn cũng không còn nữa mất trắng may mà lúc đó ngụy xảo quân cảm thấy chuyện này không đáng tin không cùng ông ta mở tài khoản càng không cho phép phó trí trạch đem tiền của bà ta giao cho tiền họ cao đầu tư nếu không thì sợ rằng tài sản của cả hai người đều đã mất trắng cả vừa nghĩ đến sau khi về còn phải đối mặt với chỉ trích của vợ thậm chí phó trí trạch còn có ý tình chết quách luôn cho xong. Chuyện này trước đừng để thím hai biết được, sức khỏe thím ấy cũng không tốt. Phó Cẩm Hành chủ động nói, đúng vậy, ba, ba mau về đi, nếu như mẹ con hỏi ba cứ nói là trước đó cảm thấy chuyện này không ổn cho nên đã rút lui rồi. Phó Cẩm Thiêm vội vàng phụ họa sau đó đích thân tiễn ông ta đến cửa. Đợi Phó Trí Trạch và luật sư cùng rời đi rồi, Phó Cẩm Thiêm mới nhẹ giọng cảm ơn Phó Cẩm Hành. Anh, cảm ơn anh, nếu không phải là anh phó cẩm hành tỏ ý anh ta không cần phải nói nữa anh cảm thấy chuyện này quá mức kỳ lạ chú hai vẫn luôn là người rất bảo thủ ở phương diện quản lý tài sản rột cuồng tại sao lại quen biết nhóm người kia chuyện này rất kỳ quái cậu có biết không hắn nghĩ tới nghĩ lui cứ cảm thấy nhất định là phó Chí trạch bị người ta dắt mũi phó cẩm thiêm cũng có cảm giác này chỉ là không nói ra mà thôi có người muốn hại ba em anh ta do dự nói cậu nên rõ hơn anh bình thường ba cậu tiếp xúc với ai phó cẩm hành hỏi ngược lại Em... Phó Cẩm Thiêm có chút khó xử. Anh ta biết, nếu như anh ta nói mình không biết, nhất định sẽ không có ai tin. Nhưng đúng là anh ta không biết Phó Chí Trạch giấu mình làm việc đầu tư phi pháp này, cho đến lúc chuyện hoàn toàn bại lộ, ngay cả người cũng bị đưa đi. Chương 271, Bầu trời u ám Em thật sự không biết. Phó Cẩm Thiêm giơ tay lên dùng sức dây ấn đường, tỏ ra vô cùng không biết xử trí thế nào. Từ lúc ông ấy nghe ngóng được chuyện của anh, cả ngày đều rất phấn khởi, ngay cả xã xa cũng tham gia nhiều hơn Mẹ em khuyên can ông ấy rất nhiều lần Nhưng ông ấy không chịu nghe Nhìn dáng vẻ anh ta không giống như đang nói dối Còn những lời của Phó Cẩm Thiêm Phó Cẩm Hành nghe là hiểu ngay Phó Trí Trạch đây là đang lót đường cho con trai mình Nhưng lại sợ không đủ tiền Cho nên mới đem tiền đi Nhằm mượn gà đẻ trứng Kết quả gà bay trứng vỡ Cả người con tanh ngòm Bảo anh nói gì mới được đây Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ Phó Cẩm Hành xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ thở dài một tiếng. Trên đời này lại có mấy người có thể trí công vô tư. Một người là con trai, một người là cháu trai. Đổi lại là Phó Cẩm Hành chỉ sợ cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như Phó Trí Trạch. Nhưng ông ấy quá ngu ngốc, ngay cả việc bị người ta lợi dụng cũng không biết. Con tưởng là có thể nhân cơ hội để quật ngã anh. Phó Cẩm Hành lại tức giận bổ sung một câu. Là ai? Phó Cẩm Thiêm kinh ngạc hỏi. Anh ta ngẩn ra, theo lý mà nói người hy vọng thấy phó cẩm hành gặp phải phiền phức nhất một người là phó chí hán người còn lại chính là mình phó chí hán đã bị phó cẩm hành đưa đến đảo tư nhân nói hoa mỹ là dưỡng lão ông ta rất khó thao túng tất cả những chuyện này nữa mà mình thì càng không thể ra tay với phó chí trạch nghĩ tới nghĩ lui phó cẩm thiêm vẫn không nghĩ ra là còn có ai khác nữa anh nói rồi người đợi xem phó thị gặp rắc rối không phải ít cậu có thể không cam lòng nhưng nếu như cậu dám liên hiệp với người ngoài đào rỗng công ty Cậu sẽ là người đầu tiên anh không tha Phó Cẩm Hành suy nghĩ một lúc Nghiêm nghị nói Em cũng là con cháu của nhà họ Phó Đúng sai lợi hại trong lòng em tự hiểu rõ Phó Cẩm Thiêm lạnh lùng nhìn hắn Trong đôi mắt lóe lên ánh sáng kiên quyết Không có chút bất cứ né tránh và do dự nào Khi anh ta ra khỏi phòng làm việc Vừa ra đến cửa đã nhìn thấy Hà Tư Ca Cô cũng nghe nói chuyện của Phó Trí Trạch Trong lòng bất an Định đến hỏi thăm tin tức Không ngờ lại gặp nhau ở đây Bà anh không sao chứ Hà Tư Ca chủ động hỏi So sánh với Phó Chí Hán, cô cảm thấy Phó Chí Trạch không tính là quá xấu, nói tới nói lui cũng là vì con trai, là một người mẹ cô có thể hiểu được tâm ý mưu đồ vì con thế này, mình có thể không để ý tất cả, chỉ cần con có thể có được cuộc sống tốt. Ông ấy vẫn ổn, chỉ là nửa tháng tới ngày nào cũng phải uống thuốc mới được. Phó Cẩm Thiêm cười khổ một tiếng. Cũng phải, nghe nói tim ông ấy không khỏe, anh cũng nên về nhà với ông ấy nhiều hơn đi. Hạ Tư Ca nói xong gật đầu nghiêng người đẩy cửa phòng ra. Tôi không liên quan đến chuyện này." Thấy cô định đi, Phó Cẩm Thiêm vội vàng nói, giọng nói có chút cuống cuồng, còn mơ hồ lộ ra một chút thấp thỏm, "Anh ta sợ, có lẽ Hà Tư Ca căn bản không tin lời mình." Ừ. cô cúi đầu đáp một tiếng lại đẩy cửa ra. Không ngờ lần này Phó Cẩm Thiêm lại giơ tay ra ngăn cô lại, nói nhanh, "Thật sự không phải tôi, xin cô hãy tin tôi." Anh ta nhìn thẳng vào cô vẻ mặt nghiêm túc. "Không phải thì không phải thôi." Nhìn từ vẻ mặt Hà Tư Ca, rõ ràng cô đang nói qua loa lấy lệ, không hề để tâm. Rốt cuộc cô muốn tôi làm gì? ý thức được cho dù mình nói cái gì đối với Hà Tư Ca mà nói đều không quan trọng. Phó Cẩm Thiêm không nhịn được sốt ruột, đáy mắt cũng thoáng qua một tia đau đớn. Anh thật sự muốn nghe à? Hà Tư Ca quay lại nhìn anh ta, nghiêm túc mở miệng nói: vậy được, tôi sẽ nói cho anh nghe. Tôi hy vọng anh có thể chủ động rời khỏi Phó Thị, đừng cho rằng Phó Cẩm Hành cấp đi thứ thuộc về anh nữa. Phó Thị có thể không có bất cứ ai duy trì không thể không có anh ấy cho dù anh ấy là con trai của ai đi nữa anh hiểu không phó cẩm thiêm nghe mà ngẩn ra nhất thời không nói nên lời anh ta không ngờ cô lại quyết liệt như thế cô có thể không ủng hộ anh ta anh ta hiểu nhưng cô lại cứ năm lần bảy lượt đẩy anh ta ra ngoài hoàn toàn không nể tình bạn cũ anh không hiểu im lặng hồi lâu hà tức ca cười một tiếng lắc đầu ung dung mà đi nhìn bóng lưng yểu điệu của cô biến mất sau cánh cửa kia Phó Cẩm Thiêm không thể nói trong lòng, rốt cuộc là cảm giác gì? Vừa chua vừa chát, vừa mặn vừa đắng. Mình làm nhiều như vậy, nhưng người mà mình thật sự muốn lấy lòng lại hận mình nhất. Chuyện của Phó Chí Trạch rốt cuộc là sao thế? Hà Tư Ca đi đến trước mặt Phó Cẩm Hành vô cùng thắc mắc. Cô cũng là nghe mấy cấp dưới của bộ phận quan hệ công chúng thảo luận, nghe mấy câu. Hà Tư Ca cảm thấy tình hình nghiêm trọng, cộng thêm sinh lòng tò mò, cho nên đặc biệt chạy đến hỏi. Sao lại xôn xao dư luận giống như tất cả đều biết thế này? Phó Cẩm Hành có chút lo lắng lầm bẩm một mình. Hắn vốn định đè nén chuyện này xuống. Không ngờ lời đồn đại thật sự lan truyền nhanh chóng y như mọc cánh. Muốn giấu cũng không giấu được. Nhiều người muốn xem náo nhiệt. Chỉ cần truyền đi đương nhiên sẽ nhanh chóng lan ra ngoài. Hà Tư Ca bĩu môi. Dùng sức giơ tay đập bàn một cái. Dụng hắn mau nói. Đợi Phó Cẩm Hành nói sơ qua về tình hình. Hà Tư Ca không chút nghĩ ngợi nói. Còn cần phải hỏi à? Nhất định là bên Minh Thị đang giở cho quỷ. Minh Thị? Ý em là Minh Duệ Tư? Phó Cẩm Hành có chút giật mình, mặc dù nghi ngờ nhưng hắn không chắc chắn như vậy. Bây giờ nghe thấy Hà Tư Ca nói chắc nịch, hắn cũng vô cùng tò mò. Đúng, tại sao sớm không xảy ra chuyện, muộn không xảy ra chuyện, lại cứ xảy ra chuyện vào đúng lúc này? Lúc cô ta chưa xuất hiện, cũng chẳng có gì ngoài ý muốn xảy ra. Cô ta vừa xuất hiện, chuyện ngày ý muốn cứ xảy ra liên tiếp, không vui cho kẻ này thì vui cho ai được. Hà Tư Ca siết hai tay lại, trên mặt lộ ra vẻ oán giận. Rất rõ ràng, khúc mắc của cô và Minh Duệ Tư rất sâu đúng là anh cũng nghĩ đến minh thị nhưng anh thật sự không hiểu mình dậy từ muốn đối phó với mẹ anh thì còn có thể hiểu được tại sao cô ta phải tìm đến chú hai phó cảm hành trầm tư nói rất đơn giản máu đậm hơn nước anh ta là chú hai của anh ông ta xảy ra chuyện sẽ khiến cho người ta có cảm giác anh cũng không sạch sẽ ba người thành hổ lời người đáng sợ một khi phần lớn mọi người đều nghi ngờ anh cô ta không cần đích thật ra tay cũng có thể trong vô hình mà giết anh Hà Tư Ca càng nói càng cảm thấy đúng là như vậy, trong lòng không tránh được tăng thêm mấy phần lo lắng. Vừa nghĩ đến Minh Duệ Tư, cô lại giận đến ngứa rằng, trước kia cô còn thông cảm với chuyện vi thảm mà Hoắc Tư Giai gặp phải, mà bây giờ cô chỉ căm ghét Minh Duệ Tư lạnh lùng vô tình. Nếu thật sự là cô ta làm, vậy thì anh nghĩ cô ta sẽ không dễ dàng thu tay. Suy nghĩ hồi lâu, giọng phó cẩm hành cũng trở nên nghiêm túc, mặc dù phó cẩm hành đặc biệt dặn dò xuống nhưng tin tức liên quan đến việc phó trí trạch bị nghi có dính líu đến việc thao túng cổ phiếu vẫn truyền ra ngoài và đã nhanh chóng làm xôn xao dư luận trên mạng mắng chửi ẩm Mỹ cộng đồng mạng nhất trí cho rằng những người này cực kỳ đáng ghét lợi dụng quyền giao dịch tiền bạc đùa dỡn dân thường trong lòng bàn tay cắt như cắt rào hẹ tin tức lan rộng danh tiếng của phó thị cũng bị ảnh hưởng lớn giám đốc Hà Chúng tôi cho rằng dưới tình hình này nên mời anh Phó Đích Thân ra mặt dẹp yên. Dù sao hành động của ông Phó Trí Trạch cũng là hành vi cá nhân, không liên quan đến tập đoàn Phó Thị. Phải nhanh chóng đàm phán với truyền thông, tránh cho chuyện này leo thang. Phó Quản lý mới nhậm chức đề nghị với Hà Tư Ca, hơn nữa còn đưa thêm một lá thư đề nghị tương đối kỹ càng tỉ mỉ. Được, tôi đi tìm anh ấy. Hà Tư Ca vừa định đứng dậy, Tào Cảnh Đồng đã gõ cửa phòng. Anh Phó định 20 phút sau sẽ gặp mặt truyền thông. Liên quan đến chuyện công, Ta cảnh đồng giải quyết theo việc chung Mời giám đốc Hà chuẩn bị một chút Thân phận bây giờ của cô không chỉ là vợ của Phó Cẩm Hành Mà còn là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Phó Thị Nhận định phải vững vàng, không thể hoảng, càng không thể loạn 20 phút sau, một cuộc họp báo tạm thời tiến hành trong phòng họp của Phó Thị Cùng với luật sư, Phó Cẩm Hành trực tiếp trả lời lại những tin tức trên mạng Hơn nữa còn đích thân bác bỏ tin đồn Đúng là ông Phó Trí Trạch cho người khác mượn tài khoản sử dụng dưới tình hình không biết chuyện. Còn trong thời gian mượn, đối phương có thực sự làm ra hành vi trái pháp luật hay không? Ông Phó Trí Trạch không biết gì cả. Căn cứ vào điều luật liên quan, tôi trịnh trọng thay mặt tập đoàn Phó Thị và ông Phó Trí Trạch nói rõ tình hình. Đối mặt với truyền thông, rõ ràng luật sư có chuẩn bị mà đến, ứng đối vô cùng khéo léo. Cuối cùng Phó Cẩm Hành bày tỏ, Hắn là tổng giám đốc của tập đoàn, sẽ phối hợp với các ban ngành liên quan tiến hành điều tra. Hơn nữa, còn sẽ nghiêm khắc rằng một hội đồng quản trị. Từ đầu đến cuối, Hà Tư Ca đều lặng lẽ đứng ở bên cạnh hắn. Thời gian họp báo không lâu, chỉ kéo dài hơn 10 phút, hơn nữa không bố trí cho việc tự do đưa ra câu hỏi. Sau khi kết thúc, những phóng viên truyền thông được các đồng nghiệp ở bộ phận quan hệ công chúng của phó thị tiếp tái và bố trí đến phòng nghỉ để nghỉ ngơi. Chỉ mong có thể khống chế ảnh hưởng dư luận đến mức nhỏ nhất. Hà Tư Ca nhẹ giọng nói. Cô hiểu rất rõ Đối với doanh nghiệp như vậy mà nói, bất cứ một scandal nhỏ nào hay một tin tức tiêu cực nào đều có thể sinh ra chấn động khó mà tưởng tượng. Có lẽ tất cả chỉ mới là bắt đầu. Phó Cẩm Hành nhìn mây đen cuồn cuộn phía xa lầm bẩm một mình. Thời tiết u ám khó chịu, hình như sắp mưa. Đây là trận mưa xuân đầu tiên của năm nay, nhưng mãi mà chưa rơi xuống, khi áp thấp đến nỗi khiến người ta sắp không thở nổi. Một tiếng sấm rền vang trên không không hề báo trước vì bất ngờ nên hà tư ca giật mình đến nỗi co người lại phó cẩm hành giơ tay ra kéo cô vào lòng anh phó minh duệ tư đến rồi đúng lúc này tàu cảnh đông gõ cửa phòng gấp rút báo cáo một tiếng hà tư ca kinh ngạc vội vàng quay đầu lại giặc mặt khó coi đến cực điểm cho cậu ta lên đi phó cẩm hành mím môi hắn biết nhất định là minh duệ tư thấy được tin tức buổi họp báo cho nên cũng không ngồi yên được nữa cho nên mới chạy tới đây như vậy cũng tốt ai không giữ được bình tĩnh trước người đó sẽ thua một nửa Cô ta muốn làm gì? Hà Tư Ca tức giận thấp giọng hỏi. Phó Cẩm Hành chỉ mỉm cười không trả lời. Trong nháy mắt, Minh Duệ Tư đi vào. Cơn mưa xuân nín nhịn cả ngày cuối cùng cũng rơi xuống. Hạt mưa to như hạt đậu, rơi lộp bộp, mưa vừa mau vừa dày, rơi trên cửa kính mà dường như càng giống, gõ vào lòng người hơn. Tôi đến thật là đúng lúc, vừa vào thì bên ngoài liền mưa. Minh Duệ Tư bỏ cái mũ, liền áo màu đen trên đầu xuống lộ ra cái cằm nhọn hoắt, giọng nói vừa khan vừa bén nhọn hắn khiêu khích nhìn phó cẩm hành cười nói